Như quý anh chị đã biết, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã đi được nửa chặng đường và những tác động của nó đối với nền kinh tế của hai quốc gia lớn Mỹ và Trung Quốc đã càng ngày càng hiến thị rõ nét hơn. Trong những cái tác động đó thì một trong những cái tác động mạnh nhất đó liên quan tới cái việc người Mỹ trừng phạt một trong những cái công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc đó là Huawei thì đã làm cho tập đoàn này gặp cũng rất nhiều khó khăn trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua chúng tôi sẽ không bàn thêm với anh chị em và các bạn về những thiệt hại của doanh nghiệp này nữa trong buổi chia sẻ hôm nay thắng ơi sẽ sẻ chia với anh chị em và các bạn về góc nhìn của thắng ơi về hướng đi tiếp theo mà người mỹ và người trung quốc rất có thể sẽ tiếp tục tương tác lên với nhau câu hỏi được đặt ra là kịch bản nào cho cuộc chiến tranh thương mại mỹ trung trong thời gian sắp tới thì rất nhiều các giới chuyên gia trên thế giới đã à, tính tới một cái kịch bản tồi tệ nhất xấu nhất đó chính là à, trung quốc sẽ bị mỹ tiếp tục áp thuế à, phần à, hàng hóa xuất khẩu từ trung quốc tức là phần còn lại sau khi đã áp thuế trong thời gian vừa qua và một cái nốt gọi là nốt trầm trong những cái nốt thăng mà người Mỹ đang tác động rất mạnh lên người Trung Quốc đó chính là cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ vào tối ngày hôm qua gọi điện cho ông Tập về việc là sẽ có một cái buổi gặp mặt kéo dài trong cái cuộc họp G20 vào cuối tháng 6 năm 2019 sắp tới Tuy vậy thì chúng ta cũng đừng quá kỳ vọng nhiều vào những gì mà cái kết cục mà người mỹ dành cho người trung quốc bởi vì theo uh, góc nhìn của chúng tôi thì việc mà người mỹ uh, đang hành động trong thời gian vừa qua tức là đang tương tác lên chiến tranh thương mại cái cuộc thương chiến này sẽ còn tiếp diễn và câu chuyện là uh, tổng thống mỹ được sinh ra với cái nhiệm vụ là sẽ tiếp diễn cái cuộc chiến này dài hơn, lâu hơn và tương tác nhiều hơn cho nền uh, kinh tế Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu suy giảm. Do đó thì cuộc chiến sẽ tiếp tục và người Mỹ chỉ đưa ra những cái nốt trầm uh, chậm lại uh, cho cái tiến trình đánh thuế có thể trong cuộc gặp G20 sắp tới. Thì một nốt trầm là uh, sẽ kéo dài cái thời hạn đánh thuế giống như cái đợt mà 200 tỷ uh, trước đó. Việc kéo dài đó không có nghĩa là sẽ không đánh thuế mà việc kéo dài đồng nghĩa với việc là quan sát thêm những cái tương tác của gói 200 tỷ vừa đánh gần đây lên cái hàng hóa của Trung Quốc và sau đó uh, quan sát thêm những cái tác động của các cái doanh nghiệp mà bị Mỹ đưa ra cái cấm vận là uh, buôn bán và giao thương với một trong những doanh nghiệp uh, công nghệ hàng đầu của Trung Quốc đó là Huawei xem nó như thế nào rồi những động thái tiếp theo họ mới làm và cái cuộc chiến này là cuộc chiến trường kỳ uh, Giữa uh, cuộc thương chiến trường kỳ giữa Mỹ với Trung Quốc Và giữa Mỹ với các nước khác trên thế giới Hòng chia lại thị trường, hòng kìm chế Cái sự phát triển, tốc độ phát triển của uh, kinh tế Trung Quốc Trong gần hơn 20 năm vừa qua đã có cái sự tăng tốc Gọi là uh, kinh khủng làm cho người Mỹ phải quan tâm Và họ đang sửa sai, đang sửa những cái sai của những cái uh, gọi là những người tiền nhiệm trước đó đã để lại cái hậu quả mà đến ngày hôm nay thì cái việc mà nó gọi là những cái hệ lụy mà người Mỹ đang gặp phải theo đánh giá của một số chuyên gia theo hãng tin Bloomberg thì tình hình chiến tranh thương mại xấu đi những ngày qua và có thể sẽ xấu đi trong những ngày cuối gọi là À, còn lại của năm 2019 có thể khiến cho tăng trưởng toàn cầu tụt giảm à, Loạt ngân hàng lớn gồm Bank of American uh, Morgan Stanley hoặc là UBS thì dự báo trong trường hợp xấu nhất thì tăng trưởng của toàn cầu sẽ suy giảm một đáng kể và việc suy giảm này chủ yếu đến từ việc là tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm dưới 6% lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ qua. Một cái cuộc khảo sát khác của hãng tin Bloomberg về dự báo à, thuế quan mà ông Trung có thể áp lên 200 tỷ hàng hóa của Trung Quốc vào tuần trước sẽ tác động à, sẽ khiến tăng trưởng kinh tế nước này mất khoảng 0,3 điểm phần trăm trong năm nay trong trường hợp Mỹ tiếp tục áp thuế lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc từ cuối tháng 6 à, như những gì ông chum đang đe dọa thì Trung Quốc có thể sẽ mất khoảng 0,6 điểm phần trăm tăng trưởng kinh tế thì theo cái nhận định của Citigroup, thuế quan mà ông Trump đã áp lên hàng hóa Trung Quốc tính đến thời điểm này sẽ khiến cho Trung Quốc mất tới 4,4 triệu việc làm. Con số này sẽ càng lớn hơn à, nếu thuế trừng phạt là 25% cho toàn bộ cái hàng hóa mà người Trung Quốc xuất đi Mỹ. Ngay từ trước khi xảy ra đợt leo thang xung đột mới nhất thì kinh tế Trung Quốc đã có nhiều cái tín hiệu xấu. Thống kê công bố hôm thứ tư tuần uh, trước cho thấy rằng là tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang mất đà trong cái tháng 5, tháng 4 và tháng 5 trước khi tổng thống Donald Trump tăng thuế áp lên Trung Quốc. Bởi vậy Trung Quốc đang đứng trước cái áp lực rất là lớn là thỏa thuận, thỏa hiệp hay là tiếp tục quyết chiến. Rõ ràng là người Trung Quốc muốn cái sự thỏa hiệp nhưng lại muốn cái sự thỏa hiệp có lợi cho mình. Một số thay đổi trong luật pháp Trung Quốc có thể cho phép các doanh nghiệp của Mỹ gồm có Google, gồm có Facebook rồi rất nhiều những cái công ty của Trung của Mỹ có thể tiếp cận 1,2 tỷ dân Trung Quốc, một trong những cái thị trường tiêu thụ lớn nhất trên toàn cầu nhưng không phải chuyển giao công nghệ nhưng không phải đánh mất đi cái sở hữu trí tuệ của mình cũng như không chịu cái sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc là điều mà người Mỹ muốn hướng tới. Điều hướng tới lớn nhất chia lại thị trường ở đây mà chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại với anh chị em và các bạn đó là không phải là chiếm đất, chiếm nhà giống như những cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai. Cuộc thương chiến này là cuộc tranh giành về cái thị phần, tranh giành về cái người tiêu dùng trên toàn cầu và tranh giành cái quyền lực mềm của thương mại trong cái những cái năm sắp tới. Trung Quốc thì đang đứng trước sức ép lớn phải đi đến một thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhất là khi chủ tịch ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ vừa rồi, vừa tối ngày hôm qua thì có set up một cái cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Nhật vào khoảng đầu tháng 7 năm 2019. À, câu chuyện của chiến tranh thương mại không chỉ dừng lại ở câu chuyện là thuế quan được áp như thế nào mà nợ nần sẽ gia tăng rất là mạnh không chỉ Trung Quốc mà sẽ trên toàn cầu dòng tiền sẽ gây ra lạm phát, dòng tiền nới lỏng kinh tế sẽ tác động lên toàn thế giới trong thời gian sắp tới. Để giữ thăng bằng cho nền kinh tế thì Trung Quốc có thể sẽ phải tung các biện pháp kích cầu mà trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy rất nhiều các gói kích cầu, những cái gói hỗ trợ và những gói bơm tiền để hỗ trợ thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Trung Quốc nói chung. Đây là hướng đi khá rủi ro xét đến việc khối nợ trong nền kinh tế Trung Quốc hiện đang ở mức khoảng 300% tổng tài sản, tổng sản phẩm trong nước. Dù Bắc Kinh đã có một cái chiến dịch giảm nợ kéo dài trong 2 năm gần đây. Tổn thất trong dài hạn là rất lớn, các chuyên gia kinh tế Trung Quốc như là ông Larry Hu thuộc uh, đại học uh, uh, master thì Trung Quốc cần phải biết rằng Nhật Bản từng rơi vào thập kỷ mất mát vì ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng tung các biện pháp kích thích tăng trưởng quá đà sau cái thỏa thuận Plaza mà giai đoạn trước đó Nhật Bản đã phải gặp phải. Theo một số báo cáo của ngân ngân hàng lớn thì trên thế giới thì thuế quan của ông Trump làm lộ ra rằng sự cân bằng giữa tăng trưởng ngắn hạn và bền vững của Trung Quốc là rất bấp bênh một khi nợ của Trung Quốc lại tăng lên, mối lo về rủi ro hệ thống tài chính sẽ bùng nổ và rất có thể chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện là đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian sắp tới. Chiến vọng kinh tế Trung Quốc đang rất chỉ là u ám, thị trường chứng khoán có thể sẽ điều chỉnh sâu nếu như các gói hỗ trợ bơm tiền để mua cổ phiếu chứng khoán trong thời gian vừa qua của Trung Quốc dừng lại thị trường chứng khoán rất có thể sẽ gặp những cái rắc rối mà người Trung Quốc khó có thể lường được. tưởng chừng như là Trang Hai, Hồng Kông của Trung Quốc, thị trường của Trung Quốc chứng khoán của Trung Quốc đã dừng lại trong cái đợt suy giảm kéo dài 3 năm vừa qua, nhưng thực tế thì không phải như vậy các nhà máy thì rời đi các nhà phân tích cũng đang đánh giá về thiệt hại đối với vai trò của trung quốc với tư cách là trung tâm trong chuỗi cung ứng thế giới khi thế quan khuyến các nhà sản xuất chuyển từ trung quốc sang các quốc gia khác lo ngại câu chuyện chuyển các nhà máy trung quốc đã đưa ra rất nhiều những cảnh báo và liên tục nhắc về cái việc là hậu quả sẽ rất là lớn nếu như các doanh nghiệp trên thế giới rút đi khỏi trung quốc khi mà họ chịu ảnh hưởng của câu chuyện áp thuế của người mỹ những hạn chế mà chính quyền Trung mới đặt ra đối với hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei cho thấy nguy cơ của sự kiềm chế kinh tế của Bắc Kinh là đang phải đương đầu là rất lớn rất có thể Trung Quốc sẽ mềm mỏng hơn trong những cái đàm phán sắp tới đến nay thì thuế quan của Trung Quốc áp lên hàng hóa à, thuế quan của Trung mà áp lên hàng hóa của Trung Quốc đã khởi động một sự chuyển biến sâu sắc không dễ bị đảo ngược trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và ngoài thuế quan ra thì những cái áp lực liên quan đến những cái lệnh cấm các cái quốc gia đồng minh cũng như là các nước khác trên thế giới về việc làm ăn với trung quốc với cái cáo buộc là công ty công nghệ hàng đầu của trung quốc huawei thì ảnh hưởng đến cái an ninh công nghệ năm gọi là công nghệ mạng của các quốc gia trên thế giới sự chuyển biến có thể đẩy nhanh việc doanh nghiệp rút nhà máy khỏi Trung Quốc trong bối cảnh họ vốn đã gặp khó khăn về giá nhân công tại Trung Quốc trong thời gian vừa qua thì tăng nhanh và các chi phí khác thì đang có những cái dấu hiệu của chuyện đội lên do là đồng tiền của Trung Quốc mất giá và lạm phát thì tăng cao khiến cho cái khó của các doanh nghiệp đóng tại địa bàn trung quốc càng khó thì càng khó hơn bất chấp cái câu chuyện cảnh báo của người trung quốc lên những cái tập đoàn này đến nay thì thuế quan của ông trung đã gây ra những cái áp lực rất lớn thực sự là rất rất lớn đối với lại phát triển và kinh tế của trung quốc à, không chỉ người mỹ mà những quốc gia khác như nhật bản anh pháp và một số nước châu âu đã cùng hùa theo với mỹ để cấm cái tập đoàn viễn thông công nghệ huawei của trung quốc trong cái việc làm ăn với lại uh, uh, những cái hãng chip rồi những cái hãng về uh, thẻ cắm thẻ nhớ và rất nhiều những vấn đề liên quan đến công nghệ đang gây những cái ảnh hưởng đang gây ra cái sự rớt giá trầm trọng của các sản phẩm mà huawei sản xuất thì uh, một điểm khác chúng ta có thể thấy là tệ hơn thì một số chuyên gia cho rằng ông trung có thể áp thuế nhập khẩu hoặc áp lệnh cấm xuất khẩu sang Trung Quốc các linh kiện công nghệ chủ chốt nhất là các thiết bị bán dẫn và ông ấy đã làm trong thời gian vừa qua một hành động như vậy thì hoàn toàn đã và đang ép bóp nghẹt kinh tế Trung Quốc thì uh, trưởng bộ phận thị trường tài chính châu Á thì cho rằng là Trung Quốc sẽ bị cắt lìa khỏi thị trường ý tưởng công nghệ và đồng đô la của Mỹ trong một thời gian rất dài trước khi có thể thay thế Tuy vậy một góc nhìn khác chúng ta thấy người Mỹ nếu không thận trọng có thể đẩy Trung Quốc vào một cái thế liên minh với các quốc gia khác gồm Ấn Độ và Nga để chống lại cái uh, gọi là cái đà leo thang chiến tranh thương mại mà người Mỹ đang uh, đang phát động tác động lên Trung Quốc và tác động lên các quốc gia khác trên toàn cầu có thể gây ra mất cái, cái gọi là cái cân bằng thương mại cũng như là mất cái chuỗi giá trị toàn cầu mà người Mỹ chính người Mỹ đã gọi là đưa ra trong cái câu chuyện tự do hóa thương mại đưa ra những cái tổ chức thương mại trên thế giới trong thời gian vừa qua à, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi những cái phương pháp và cái cách thức Uh, giải quyết cái vấn đề thương chiến của trung quốc và mỹ trong thời gian sắp tới sẽ diễn biến như thế nào thì rất thật thực sự là rất khó đoán và theo cái cách nhìn của chúng tôi thì khả năng là sẽ không có một cái tháo gỡ nào cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn mục đích chính là đánh và tương tác lên nền kinh tế trung quốc bắt buộc trung quốc phải suy giảm kinh tế trong thời gian sắp tới đó là đích đến của người mỹ hoặc là phải mở cửa cho các doanh nghiệp mỹ vào trung quốc với cái việc là nâu no hạn chế không có bất cứ bất cứ cái hạn chế nào hoặc là những cái kiểm soát mà người trung quốc đang áp lên các doanh nghiệp của mỹ bắt phải chuyển giao công nghệ à, chúng ta hãy làm quen dần với cái câu chuyện là à, trường hợp xấu nhất là có thể xảy ra xấu hơn nữa thì không chỉ là à, chỉ là cuộc chiến thương mại không chỉ là thương chiến không chỉ là cấm à, các cái công ty công nghệ của Mỹ làm ăn với các doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc mà có thể cấm rất nhiều các doanh nghiệp khác của Trung Quốc và Mỹ làm ăn với nhau nếu như ông Trump đẩy cái đà gọi là tấn công trực diện mạnh hơn trong thời gian sắp tới nếu như G20 gần như là nếu không đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào hoặc là cũng không đem lại được cái sự đàm phán nào và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn là cuộc chiến này Ờ, cuộc chiến này có thể xấu tới mức là uh, chuyển hóa từ thương chiến sang là chiến tranh tiền tệ, cũng như có thể chuyển hóa thành một cái cuộc chiến tranh lạnh, tức là chiến tranh lạnh của hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ lớn hơn trong thời gian sắp tới. Đó có thể là đích đến. Anh chị phải làm quen dần với câu chuyện này. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo mong rằng uh, những chia sẻ, những góc nhìn, những bình luận cũng như là uh, một cái gì ách lại một, một số cái thông tin uh, đã được cập nhật trên uh, mạng xã hội trong thời gian vừa qua đem lại hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Hãy tiếp tục đồng, đồng đồng hành với lại thắng ơi. Hãy đăng ký TOTV để tiếp tục uh, theo dõi những video tiếp theo. Uh, video này uh, dưới cái tựa đề là độ chum hay độ tập uh, độ uh, ta không độ nàng <laughs> Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.